Vâng, xin chào cả nhà. Giờ buổi sáng này em mới dậy. Bầu trời Tây Nguyên này. Hôm nay thì cái đợt này thì có lấy 50 chai hai loại là Phan Trí và Xanh Huế Giao Hà. Thì cái này là cái chai Phan Trí Giao Hà này. Em mới lấy xuống mấy chai để hôm nay ra chai. Buổi sáng tranh thủ ra chai. Thì nãy mới đập được mấy chai rồi, 6 chai rồi. Đấy, hôm nay em sẽ quay lên cái cách mà em ra chai. Thì này đầu tiên là cái đập chai đã. Cái đập chai thì đối với chai giả hạc hoặc là chai kiếm hoặc là chai ngọc điểm thì em đều đập theo cái cách là thế này. Em đều đập theo cách này là trước tiên là em chỗ cái đầu chai xuống, đầu chai nó có cái nắp nhựa này, chỗ nó xuống đó, mình chỗ một hai cái mạnh tay chút là cái thạch và cái cây ở trong nó bắt đầu dồn xuống đó, anh chị thấy không, nó dồn xuống rồi mình chùm cái bao tải lên. Để cẩn thận thì mình nên đeo cái bao tay bằng vải nha anh chị, hoặc là mình chùm hai lớp bao tải lên hoặc lấy giấy mình kê lên thì nó giảm thiểu cái khả năng cái sự cố mà cái mảnh chai nó siết vào tay đó. Mình chùm cái bao tải lên rồi mình lấy cái búa hoặc cái vật sắt gì đó cứng mình đập cái đít này ra là nó vỡ ra là mình nhúc cây cả tải ra. Đấy, đơn giản vậy thôi, với em ra đơn giản vậy thôi. Thì, hoặc là có cách nữa là mình móc cây ra cũng được, nhưng mà em thấy cái cách đấy nó hơi lâu cho nên là em không có làm cái cách đó. Thế còn đây là khi mà ra ngoài này đó, đây là cái sân nhà dưới, còn vườn của em là ở trên kia. Em sẽ không quay mặt nữa và em sẽ quay cái cận cảnh cái thao tác. Thì ở đây là sau khi mình đập này anh chị, đó anh chị thấy không, cái này thì là kêu cái vợ vàng sẽ hơi ổn. Cái này là chai của nó từ 25 đến 30 cây đó. Phan Trí Gieo Hạt, còn Xanh Huế Gieo Hạt thì là phải chiều nay hoặc mai thì mới làm được. Đấy, sau khi đập ra thế này rồi thì là cái đầu tiên là tay chân mình các thứ là phải sạch nha anh chị. Ở đây thì là em có nhúng qua hết vào cái đó là nước vôi giá này, tay chân này là đều có nhúng qua nước vôi hết. Đó, sau đó là lần đầu tiên thì là mình rửa dưới cái vòi nước nhẹ thôi, mình không cho nước lên trên phần lá mà mình chỉ xối, anh chị có nhìn rõ không? Đó. Là em có xối nhẹ ở phần dưới cái phần rễ của nó, phần gốc của nó để sao cho cái thạch nó đỡ đi, nó bớt cái thạch nó rơi bớt ra. Cái thạch này là nếu mà ở trong chai á thì nó là cái môi trường dinh dưỡng nuôi cây. Thế nhưng mà khi ra ngoài môi trường ngoài này khi mình đập chai ra rồi á là nó lại là cái, nó vẫn là cái môi trường dinh dưỡng và nó lại là cái môi trường mà thu hút nấm bệnh, côn trùng nấm bệnh, là cái dinh dưỡng mà. Tại vì trong chai là nó có cái nó là cái môi trường sát khuẩn, khử khuẩn rồi. Nó có cái bông nữa, vì cái đầu nắp nó hở nhưng mà nó có cái bông ở đầu nắp rồi. Là nấm với vi khuẩn nó khó mà nó xâm nhập qua đấy được. Cho nên là trong đấy nó sạch. Còn khi ra môi trường bên ngoài này rồi thì ta lại phải rửa sạch cái thạch này đi, không là nó dễ nhiễm nấm bệnh vào. Đó. Sau đó ta từ từ ta tách cây ra. Tách cây ra rồi ta thả vào chậu. Ở cái chậu này thì em cũng giới thiệu qua này là ở đây nó không phải là nước lã không, mà nó là
nước hòa mấy vôi, cái vôi bột dùng cho nông nghiệp. Vôi bột dùng cho nông nghiệp thì ví dụ một chậu nước này nó rơi vào khoảng 5 lít nước thì là em chỉ cho khoảng 2 gram vôi bột thôi. Đó, sau đó lấy tay hòa tan đều lên, không cần chờ nó nắng gì đâu, nắng cặn gì đâu, mà hòa tay hòa đều lên. Ở đây em chỉ rửa mẫu một ít thôi nha anh chị, không là cái thời gian nó sẽ lâu. Nó cái rễ nó đan với nhau này thì mình cứ lựa mình tách ra sao mà cứ tách từ ngoài vào trong sao mà giảm thiểu tối thiểu cái lượng rễ gãy là được, còn gãy mới đứt thì không thể tránh được. Mình cứ nó theo mớ mớ ấy, mình cứ nhẹ nhàng mình gỡ nó ra thôi. Mình thả vào cái chậu đầu tiên, khi mình rửa dưới cái vòi nước nhẹ này là nó cũng cái lượng thạch nó ra là cũng tương đối nhiều rồi đấy. Mình thả vào vòi nước đầu tiên, mình chọn nước đầu tiên này, thím à? Vâng. Đấy, anh chị thấy không, nó bắt đầu tơi hết ra rồi. Cũng dễ thôi, không có gì, mình làm một vài lần là nó quen này. Được rồi, để em vặn cái vòi nước này lại đã. Đó, em rửa mẫu một chai vậy, rửa mẫu một chai vậy. Sau đó là ở đây là bên cái chậu nước đầu tiên này thì mình đã thấy là nó tùy cây anh chị, tùy cây mới tùy giai đoạn, nó lại là cứ tùy tình hình thực tế. Và mình thấy cái thạch nó ra hết hay chưa, những cái đen đen này. Đen đen này. Đó là mình cố gắng làm sao mình gậy nó ra nhẹ nhàng, nhiều nhất có thể ra hết luôn ấy. Thế còn những cái đen đen mà nó dính quá thì thực tế là đúng là rất là khó mà gậy luôn. Rồi, mình nhẹ nhàng mình cầm vào cái phần gốc này, phần giữa phần gốc với phần thân á, mình nhẹ nhàng mình lấy tay luồn rửa nó sang. Rồi sang chậu thứ hai là em cũng hòa vôi như vậy. Thế em cũng không dùng cái này để ở trong, không là nó nắng. Anh chị để ý chú ý là cái cây ở trong chai và cái cây đã ra ngoài rồi á thì mình không để dưới nắng trực tiếp á. Trực tiếp là nó hâm là hỏng cây luôn. Em không có dùng thuốc hóa học mà em toàn dùng bằng vôi thôi. Vôi nó có tính sát khuẩn nên là nó không nội hấp ở bên trong được, thế nhưng mà nó sát khuẩn cái bề ngoài. Rồi, rửa vậy thôi đã này. Cái rễ nào đứt hoặc là gãy thì mình, là cái rễ nào nó bị gãy thì mình rứt luôn ra anh chị, rứt luôn đến cái phần gãy luôn. Để làm sao mà hạn chế việc gãy rễ, đứt rễ. Rồi, đấy, sang đến chậu thứ hai. Cái nước đầu tiên là mình rửa dưới cái vòi nước nhẹ nha anh chị, xối trực tiếp luôn, phần gốc luôn, nhưng mà vòi nước nhẹ thôi. Đấy, sau đó mình thả vào chậu thứ nhất và chậu thứ hai là đến xong chậu thứ hai là ok, là nó sạch ấy. Đấy anh chị nhìn, nó sạch cái thạch ở rễ này, phần lá này, các thứ này. Rồi, để em lấy một cái giá, không nói thực tế luôn. Rồi, tiếp đến là mình lấy một cái giá. Và cái giá này mình cũng ngâm qua nước vôi nha anh chị. Tức là mọi thứ mình đó. Nó không tuyệt đối đâu, nhưng mà nó giảm thiểu cái khả năng mà nấm bệnh. Và cái thằng kiếm này thì nó cũng khỏe nữa đó. Sau đó nước thứ ba xong là mình vớt vào đây. Mình vớt, mình xếp đứng như thế này.
Anh chị thấy không? Cứ lần lượt vậy, lần lượt vậy. Cứ vậy thôi. Rồi sau đó là mình để vào chỗ dâm mát. Chỗ dâm mát mình để như của em á, là em để cứ thế này, em để 2 ngày sau. Không tưới gì cả, 2 ngày sau. Rồi mình lấy ra mình trồng. Mục đích không tưới là để sao cho trước khi cái lúc mà mình thao tác á, là chắc chắn là cây nó sẽ bị dập, bị đứt, bị gãy. Ở trên cả lá, thân lá và cả ở rễ nữa. Nó sẽ tổn thương là cái chắc không thể tránh được. Cho nên là mình không tưới trong 2 ngày đó, là mình mục đích là để cho nó khô đi thì nó các cái vết thương nó xeo lại thì nó đỡ cái khả năng nấm bệnh. Đó, và nó khô đi thì cái nấm bệnh nó nếu mà nó có thì nó không có phát triển mạnh được. Mục đích là vậy, sau đó mình trồng. Rồi. Thì vậy thôi, da chai của em đối với cách của em thì vậy thôi, thì cái tỷ lệ sống thì nó cũng rất cao. Nếu mà kiếm á, thì hầu như là không có chết ít lắm. Đó. Rồi em xin dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video.